Ok, từ từ. Are you ready? Mình đã sẵn sàng, các bạn sẵn sàng chưa? Hãy comment bên dưới. Oh yeah. Comment bên dưới là bà nói. Rồi, bây giờ anh Trí đã sẵn sàng các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bật này, bật này, bật. Bật. Cái cuối cùng. Cho ý bật anh chạy. Ok, bắt đầu luôn nè. Cú lướt cái chiếc xe đến từ vị trí của E lên kèm, tức cú kêu đến từ vị trí E lên kèm. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Alien Game nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với con map Drinning Tree. Thì con map lần trước thì mình đã chơi rồi ha. Các bạn cũng đã có một số bạn rất là thích rồi. Coi như là như vậy đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của cái series The Ninh này. Cái phần 1 thì mình chưa chơi, nhưng mà cái phần 2 nó hù hơi bị ghê luôn á. Phải nói là thanh niên Hiếu Banda là làm mấy cái map khá là ok. Thì bây giờ trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ồ mẹ ơi, tôi mới vừa chuyển góc nhìn cái tôi thấy cái gương mặt quen thuộc rồi kìa. Hình bóng quen thuộc. Rồi, hình bóng quen thuộc hơn nữa đó chính là đả nữ của chúng ta, Ý Trần Fancy. Một chàng quá đó. Anh nhắn xem. Em cười còn hay ghê hơn là con ma nữa đó. Giờ mình sẽ xem lại một ít thông tin trên đây là The Ninh Tree Ác Quỷ Master. Mọi người chơi nếu thấy hay rồi comment thì bình luận hình kiều nha. Người tạo map là Hiếu Banda ID như cũ 12688554. Người phụ. Con mụ. Tao chưa kịp chào sân chào xiết gì. Thằng làm map. Thằng Hiếu nha. Ok, mình tập hợp lại với Ý các bạn ơi. Má nãy ghê quá. Hú hồn luôn, hú dí luôn. Ok, bên đây thì không, đứng đây đi. Rồi nhìn Ý nhìn anh, Ý lướt bước lên. Ok, thì bây giờ chúng ta đã tập hợp. Trời, thêm một chị ở trên nữa kìa Ý. Ok, chúng ta tập hợp với Ý Trần rồi các bạn ơi. Rồi, thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình có cái này. Cho dây điện xanh vô đây là giống như cái kia nè. Nhưng mà bây giờ mình mở từng cái gương đi. Từ từ thôi nha Ý. Em đứng nét Ý có cái súng nè. Ý cái súng này, Ý lụm cái súng này đi. Bên đây nè, em lụm súng bên đây nè. Anh giữ đi. Ok, coi chừng. Từ từ thôi. Bên đây có súng nè. Từ từ. Đâu bên này. Ô, một cái chìa khóa rồi nha. Có một cái chìa khóa rồi. Anh leo lên cao anh trốn rồi, Ý không biết anh đâu đâu. Trời, anh chơi kỳ. Dây điện xanh hả? Mình đặt, vậy mình đặt dây điện xanh đây luôn. Mình chơi cái phần 2 là mình đã có kinh nghiệm rồi. Phần 1 thì mình chưa chơi được cái gì thôi, nhưng mà phần 2 có kinh nghiệm rồi. Cái đó anh mở rồi. Em lấy súng chưa? Okay. Em cầm súng em cover cho anh nha. Dạ. Yeah. Bên đây có cái đầu. Ê, coi chừng. Ui, cái gì á? Hết hồn, ghẹ mất đầu. Cái này khó luôn. Mà mất đầu. Mở cái có gì trọng. Ở cái nút hả? Anh cũng có một nút nè. Ngon. Thì cái tập trước các bạn thì mình, các bạn đã xem rồi đúng không? Là mình á, tưởng là mất cái nút kia là mình không mở cửa được. Nhưng mà cuối cùng á là cái phần cuối các bạn biết là mình sẽ lấy cái quả bí. Mình mở cái cửa cuối cùng mình win. Đó. Thì ra là như vậy, làm cái tập trước quê quá trời quê luôn. Nhưng mà ở tập này mình có kinh nghiệm rồi nè. Cái bông hoa này tự nhiên để đây ta. Ý đứng đây trốn được nè Ý. Đứng đây trốn bả được nè. Ý. Ở trong có thêm cái đường hầm. Có một cái chìa khóa nữa. Có một cái chìa khóa nữa với lại một cây thánh giá, anh sẽ cầm cái thánh giá anh quật nó. Trời, không biết cái thánh giá này làm gì không ta? Nó không có cái gì, nó không có cái tiếng bịch. Gì? Cái tiếng gì? Ma rụng hay gì vậy? Em nghe tiếng bịch. Rồi đi tiếp nè bà. Không biết cái thánh giá này để làm gì nữa ta? Anh đi trước. Bà đứng mấy người lận? Không biết, em thấy gì giúp nhất á, em chạy vô đây luôn. Tập trước 4 người lận tập này. Tập trước 4 người đâu? Cái gì? Ủa, tập trước cái chục người luôn bạn. Bốn cái xác treo lúc đầu. Đâu có ai đâu Ý. Em làm gì anh sợ chứ vậy? Chắc nó đi rồi. Từ từ. Lên lầu không? Cầu thang này, lên cầu thang không? Em nghĩ mình lên trước hay sao? Khoan. Gì vậy? Em đừng xuống. Bà đứng ngay cầu thang đó. Ok. Anh thấy rồi, ghê quá. Ơi, bỏ trong nhà đi mẹ. Má, chửi.
ý cục xúc bạn, ý cục xúc bạn. Trời ơi, họ xin đi trước mặt bạn luôn. Trời bao nhiêu trò đùa, trời ơi. Đi má ơi, kẹt bạn nữa. Quẹo lại, anh nó lên gạt cuối em. Nhanh lên, em chạy qua mạnh tưởng bả mà nó hồn. Sao là còn thang rồi, bắt anh kia rồi, ra kem vô. Giờ sao? Giờ anh sẽ cầm áo giá, anh đi ra trước. Ý đi theo sau. Em có gì đeo quất hết. Cái súng em đâu? Nè, còn có chảo nè, chảo như mạnh hơn á, chảo như mạnh hơn cái đó đó. Bây giờ anh đi ra trước nha. À, đứng ở ngoài trước mặt luôn. Má ghê vậy. Từ từ, em có muốn như tập 2 không, mình ra mình chiến luôn không mà. Thu máu luôn. Đây để anh đi ra trước cho anh cầm thánh giá. Em đi xuống anh ra trước cho. Anh có cái thánh giá này chắc là mạnh lắm, nhìn nó lạ. Huy. Ý, cái giá này tụ lực lâu lắm. Bà đánh lâu, đau quá. Ô, cái này tụ lực lâu lắm ý ơi. Mình tụ lực cho người bả mới được, nhưng mà tụ lực rất là lâu. Đi đường này lên cầu thang nè. Ôi trời mẹ, bà già. Từ từ, em giữ bả cho anh được không? Em giữ bả cho anh đi. Không được rồi. Ok. Không được. Quất luôn, quất bả chết chạy bả luôn. Không được. Cái này còn khó hơn cái phần kia. Quất bả. Trời ơi, khó quá. Nhìn mấy bà trâu quá. Anh sẽ quýnh em phụ em. Anh sẽ quýnh phụ. Bà nói cha bà. Nói quất qua đây một cái là bà quất mình chết rồi. Đi sao bà đứng yên rồi. Thôi hết giáo luôn rồi mấy bạn ơi. Cái này phải tụ lực mới được. Cái cây này phải tụ lực mới được. Mà tụ lực lâu rất lâu luôn. Anh coi nó có cái công dụng gì. Khôn bà ai. Anh nhảy quá này nha, lên trên này em kiếm đồ thôi. Ok, anh chỉ có một người thôi. Ừ, hai ba luôn. Ui, cái bà chạy kiểu kỳ lắm. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Chạy kiểu ghê bạn rồi. Cái đầu bà ngước lên trời. Anh em thấy ghê không anh em? Chứ anh là sợ lắm rồi đó. Ừ, bà đang nhìn em ý. Em ở trên lầu đúng không? Anh chết rồi. Bà nhìn lên trên lầu, hẹn chi cái đầu bà ngước lên. Em ơi. Ghê vậy. Cái bà già này nhìn trên tường anh em à. Em đang trên lầu hả? Ừ, rớt xuống rồi. Mày, sao một sáng chối cha. Em lộn được một cái dây điện đỏ qua một cái cần gà đó nè. Nhưng mà bả đang giết. Em biết rồi. Ừ, em giữ bả đi. Anh cái này không biết tụ lực như nào nữa. Phải bấm vô người bả mới được. Nhưng mà bấm vô được bả là mình chết bà rồi. Hình như một cái là giết được một bà luôn. Nhưng mà tụ lực kiểu này chết tôi rồi. Anh đi đằng sau lưng bả đi. Ý, một chết rồi. Anh giết được một bà rồi. Hay quá. Ủa cái gương này mình mở chưa vậy? Không, cái gương nó không mở được. Cái gương nó là gương người chơi á. Lúc đầu nó cho mình mấy cái đồ ban đầu á. Còn một bà nữa nha. Còn kia. Bà kia. Bà quýnh anh. Bà hút anh. Ủa, bà không hút anh. Ủa, bà đang giết. Ủa, bà đứng gấp lát kìa. Bún em không được. Ủa, bà quýnh em bán nhảy luôn. Mình chết luôn anh rồi. Wow. Anh sẽ tụ lực bà. Hay dạ. Ờ bả còn đứng bên đó. Đâu đưa đồ. Ủa em đâu? Em đây. Em cục xúc thiệt luôn á. Em chơi em quýnh bả hoài luôn á. Em chứ bả cho em chơi một cách yên tâm anh à. Em không nhớ hôm qua cái tập 2 em yên tâm không rồi. Anh hiểu không? Anh hiểu. Nhục nhã cuộc đời này. Đúng rồi bố bả đang quýnh em. Em chết. Rồi đến anh chết. Thôi quật bả cho chết luôn anh em. Lập. Giết bả. Nè. Bà già này. Thôi giết chết được bả chơi yên tâm luôn mấy đứa. Mà trời, mấy gà đạn chưa kịp bắn. Ôi, chết rồi. Này, ủa, bà chết chùm với em luôn ý. Khoan, khoan, để lút lên đó. Từ. Để anh với. Để lút lên, chưa thấy bà chùm. Anh ơi, chiếc cua nè. Đây, để bắt cua cho. Bắt cua thì hãy để cho. Đừng tâm tạng. Tuy là bắt cua rất gà nhưng mà. Ừ. Khoan, để coi đi hướng. Ủa, có cái cầu thang mà. Nó có dành cho những người không biết bắt cua nè. Không, cái này đâu cần bắt cua đâu. Đi cái một à. Anh chưa qua được cái gương. Ô, chìa khóa thứ 5. Ủa, bao nhiêu chìa khóa mới đủ trời? Đâu, để anh coi. Em mở hết chưa? Mấy cái gương này có gì không? Trong cái gương này nè, trong cái gương nút này nè, có dây điện đỏ, anh lụm cái sợ. Bốn dây đó. Anh ơi, trong này có nè, mở mấy tủ luôn đi. Cái nào? Đi chứ qua đây. Đâu? Cái đó anh rồi. Anh đặt đi nè, cái này, cái này. Có hả? Ui, có chuyện gặp bà chùm. Cái này nha. Cái này đi. Có một cái cần gạt, ơ, chìa khóa thứ 6, hay quá ý ơi. Rồi đi theo anh. Mình mở dây điện bên kia. Cần gạt nè. Ủa sao nhiều dữ vậy? Ủa cái map này, chứng tỏ là các bạn. Cái map phần 2 á, nó chỉ có 4 chìa khóa thôi. Cái phần này đến 7 cái chìa khóa rồi mà không biết là đủ chưa luôn ấy. Đi theo anh, qua anh đây. Anh sợ gặp bà chùm quá à. Nhập
Thì quốc thôi. Vô tay. Nè đây nè, mình mở được cái gương này nè. Ý, thánh giá của chúa. Thánh giá của chúa. Này là vũ khí hả ta? Ừ, cái này tụ lực nhanh hơn nè, anh cho Ý cầm cái này nè. Thôi Ý không biết xài đâu, đi. Ý cầm cái này nè. Ok. Rồi đi thôi anh. Đi, tấn công. Anh nghĩ là bây giờ mình mạnh lắm rồi. Với cái phần 2 chúng ta đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Nhìn vẫn sợ ghê thiệt. Bây giờ vậy giờ mình lên lầu này chưa ta? Lên rồi đúng không? Vậy là bây giờ mình chỉ còn đường ở đây thôi đúng không? Ủa cái thanh giá của em cầm dài vô. Ừ. Ủa cái này là nhà vệ sinh. Ý sao có cúc trắng cúc ơ gì. Ê dây điện đỏ thứ 5. Gì sao? Dây điện xanh trong này nè anh ơi. Đâu đâu đâu. Tao cho mấy bình thứ 2. Bình thứ 2 okay. Màu trắng á. Rồi lấy rồi. Dây thứ 3 này không có, thứ 4 không có. Ê có nào mở nhà vệ sinh ra thấy bãi trống không? Ý có một cái nút bấm nữa. Mở được cái gương kia nha. Đây có đường đi nè. Ờ, đâu đâu. Đâu đường đi đâu. Phải đường đi. Mà là nhà vệ sinh hả? Ừ đúng rồi. Ghê quá. Ê ở trên để coi ở trên bắt cua lên được không? Ý có đồ nha, có đồ. À không được luôn, này ba lóc. Anh ơi. Hả? Ồ, thì ra đây là chỗ đi hả? Đâu. Ý, mình đủ 6 cái cần gạt rồi. Ý, 7 cái cần gạt lận. Ủa sao 8 cái chìa khóa lận ta? Bây giờ anh đặt thực, anh nghi giống phần. Nhưng khi trong đó còn 2 cái gì á. Anh nghi giống phần 2 quá Ý ơi. Từ từ, có bản gì nè. Ừ. Thế thế lực tà ác đang sâu. Rồi, y răng luôn. Ok. Em sẵn sàng chưa? Ok. Từ từ. Are you ready? Mình đã sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Hãy cùng em bên dưới. Oh yeah. Cùng em bên dưới rồi bà nội. Rồi, bây giờ anh với Ý đã sẵn sàng rồi các bạn ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bật này. Bật này. Bật. Bật. Cái cuối cùng. Cho Ý bật, anh chạy. Ủa? Ủa mèn ơi, có gì đâu? Có gì đáng sợ đâu nhỉ? Từ từ thôi. Từ từ đọc nè, đọc nè. Đọc nè. Cái thánh giá em lượm cái thánh, ờ thánh giá màu đỏ đó yếu lắm. Anh đọc đi. Tao để từ anh coi coi. Anh đọc từng cái, Ý từ từ thôi. Ý đừng có manh động hiểu không? Em sao lên nha. Em phải để ý cho anh chạy, mấy bà biết chạy đó. Ok, bây giờ anh sẽ đọc từng cái. Lưu ý khi giết Valak xong, Valak sẽ rớt khối vuông bí ngô, đó là chìa khóa khi đó. Cái này mới có nhắc nè, cái phần kia mới nhắc nha anh em. Thanh niên hiếu nha, phần 2 không có nhắc cái vụ bí ngô là chìa khóa làm tôi tưởng tôi bị hụt rồi. Tôi xin lỗi mọi người xong cái tôi mở được. Lúc đó không có quay clip. Hay ngu không? Ok. Đây là một tờ, tờ thứ 2. Ủa vậy là tất cả các tờ này đều như nhau hết. Rồi bây giờ mình lên tấn công Valak thôi. Ok anh em. Từ từ, lên từ từ. Ui, cái chị đang hợp trợ. Ồ ý sao ý liều mạng cho ta. Anh chạy mà Ý vẫn đứng đó anh em ạ. Ý được dữ dội. Ui chạy chạy. Anh chạy, anh kêu em. Ý cứu Gober. Gober cho đường tâm tan. Ngô không. Anh sẽ cho mấy bà chết. Cái này tụ lực lâu quá. Ui chú bà ta. Chú bà ta. Ôi sao bà ta dồn mà thích chơi. Tại vì anh bắn và anh đam cao hơn em. Đúng ghê luôn mấy bạn ơi. Nhưng mà kiểu như mình chơi phần 2 xong rồi mình không có sợ máy anh em. Mình giết được một bà rồi đúng không? Anh thấy ba bà được. Ây da chết anh nói rồi. Từ. Chết hoài luôn mấy đứa. Trời ơi. Chết chết chết. Đi. Thằng Hiếu nha. Chúng ta là thử thách giết Flash trong bao nhầm mong phúc không hả? Này thử thách giết. Không, này là mấy bà đệ thôi. Cái thumbnail anh nhìn mấy bạn các bạn có mặt kìa mới ghê. Bà lắc bà cuối cùng kìa. Cái này chỉ là đệ của bà thôi. Cái này mấy hạng tâm tiếp. Trước khi chết đắp mặt nạ than tre. Trời ơi. Trời ơi bà lắc nữa chứ. Bà giết mình xong rồi đứng bà lắc nữa. Bà ăn mừng chiến thắng, bà ngồi bà lắc. Ủa hai con này, sao hai bà này bà trâu quá vậy ta? Chúng ta không để cho Ý chừng, xem thường mình như vậy được. Chúng ta sẽ giết Ý chừng. Ủa, không, giết mấy bà. Ý gì giết được rồi, thấy chưa, anh là người giết bộ, anh là người kích liễu các bạn. Ý chừng cũng bắp. Hai bà luôn. Đi. Vỗ tay. Đừng vỗ tay nữa. Vỗ tay. Wow. Anh, hồi nãy mình còn ở trển nữa, hồi nãy mới có hai bà giết mình thôi, còn nữa. Xuống rồi. Chạy tốc độ, chạy. Tôi phải ghê quá. Cứu anh cô vợ. Để anh bắn bà. Để anh bắn vô mặt bà. Nani. Ủa bà giết anh không ý ơi. Bà giết anh không ý ơi. Cứu. Đứng lại tên kia. Ủa bà giết anh tới cùng luôn hả? Bà bị kẹt rồi anh ơi, bà bị kẹt. Ôi, vậy để anh bắn bà. Đâu. Không phải, bà kẹt khách kẹt rồi. Bà đâu? Bà trong phòng ở đó. Trong phòng ở đó. Anh chạy xong rồi anh bắn bà.
Ủa bà đâu rồi ta? Em vẫn đi vô cái đường đó nữa hả? Em nuôn quá vậy. Ừ. Tôi quánh chết vợ. Chết đi, chết đi. Ủa anh mới phóng trúng đầu bà. Ê, em tắt đèn ơi. Trời ơi đã tối rồi em còn tắt cái đèn đó nữa hay ghê quá. Ý Tăng hả? Dạ. Ý Tăng dạ. Đi NAD chưa? Ui, trời ơi, bắn hụt. Cây đâu ra ngon vậy? Ui, tăng lên. Em có hai cây này, đưa anh cây. Ứng lại. Anh chết rồi. Lấy cây không? Không, anh có cây thánh giá này mạnh mà. Ủa, cây thánh giá mạnh mà. Ừ, mạnh mà nãy giờ chưa thấy chết. Không, mạnh hơn cái cây đó của em. Ây da, bả đâu mà đây luôn. Ôi, trời. Oh, yeah. Anh chết rồi. Cố lên. Anh em cố lên. Ok. Ui, hốt bả. Hiếp bả đây. Hiếp bả, ừ, hốt thôi chứ, không hiếp nổi. Bà này bự quá. Ui, yeah. Anh lượm được miếng ngô rồi. Không được luôn hả? Lượm được rồi. Yeah, chiến thắng. Ờ, chưa biết. Anh thấy ba bà lượn. Ủa khách đi. Giết. Còn anh bài bỉ. Anh bắn hụt nó rỉ rồi. Anh bắn hụt nó rồi. Đồ ngốc nghếch. Cố lên, bà sẽ tiêu diệt tất cả. Từ em ăn bánh mì vô trước cho nó hồi máu á. Hồi máu trong 12 giây á là mình có thể đỡ được hơn mấy chiêu như bình thường. Nếu như bình thường mình đỡ mấy chiêu thì cây thánh giá này dùng sao vậy trời? Đó, cây thánh giá này mới dễ xài nè. Cái đó không xài được đâu. Cái đó anh chịu quật thôi. Bất lực không mấy đứa. Cố lên đi. Anh tin em. Chết đi. Hụt nữa rồi, bắn hụt nữa. Bắn hụt. Chết thì nên tẩy trang đi chứ. Đừng nên đắp mặt nạ than tre. Trời ơi, biến cái lùi. Trời ơi, tin được không? Trời ơi, tin được không? Treo 91%. Trời ơi, tin được không? Giết lại, giết lại đi. Trời ơi, tin được không? Yeah, bà chết rồi. Yeah, bài hát đẳng cấp. Ok, vậy là anh nghĩ á là mấy bài này, bà này là người nước ngoài. Bà nghe nhạc Việt, bà sợ. Kiểu như bà không hiểu, cái bà tưởng mình đang đục bùa, đục chú, bà sợ. Vậy là mỗi lần bà giết mình, bà hát bài đó. Vô. Trời ơi, tin được không? Đâu hết rồi. Bà này ha. Ờ, đúng rồi. Trời ơi, tin được không? Giết, giết được 91%. Treo 91%. Quất bà luôn. Vô. Woohoo, yippee. Chạy. Đứng. Anh còn sống. Đi, lên đi. Anh còn sống. Ồ, bà giết em xong, bà đứng bà nhìn. Treo 91. Hụt hả mày, định nhảy. Bà định nhảy, bà né chị kêu. Bà nằm mơ. Ủa, cái cây của anh bị hư rồi, ý ơi. Từ từ. Cây của anh bị hư rồi. Ý, bà chết rồi. Bà nãy giờ cũng được bán xá nữa. Treo 91%. Lên đi, đi nhanh lên đi. Quyên. Cửa lần các bạn ơi. Ok. Thì bây giờ ở tập trước thì các bạn đã xem rồi đúng không? Là chúng ta là bị không biết là cái bí ngô là chìa khóa cho nên mình tưởng là mình không mở được anh em. Thì bây giờ ở cái map này thì nó rõ ràng hơn. Cái phần 3 này thì bạn Hiếu đã biết được những cái bình luận của người chơi đó và rõ ràng hơn rồi. Thì ở đây mình vừa có cái bí ngô để mở chìa khóa ha, vừa có thể lấy cái cần gạt để mở chìa khóa luôn. Mà ở đây giống như là mình đang chiến thắng bù cho cái phần, cái tập trước vậy các bạn, cái phần 2 vậy đó. Anh em mình dư hai cái chìa khóa luôn. Và có thêm một trái bí ngô nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa để win cái con map này. Mà đầu ghê quá, không lấy được. Rồi bây giờ anh sẽ sử dụng cách truyền thống nhất là cách bí ngô nè. Em đi ra, đặt xuống. Ok, cửa đã mở, có chuyện từng vô nha, từ từ vô nha. Rồi cái này. À ok, cảm ơn các bạn. À, và chúng ta đã win cái map The Ninh Tree này. Tuy là bà Barack rất dữ dội nhưng mà bà không thể nào dữ dội hơn được những nhà ngoại cảm tài ba như là anh với Ý Trần các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một like, một subscribe. Cũng như đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những clip mình tung ra trong tương lai nha. Và cảm ơn bạn Hiếu Panda đã làm những cái map rất hay. Và hy vọng nếu như các bạn có những cái map mới nữa thì có thể đăng lên cho mọi người cùng chơi nha. Cảm ơn các bạn, bye bye, see you again. Ý, chào mọi người nào. Bye bye. Anh ơi, bọn ta ăn cũng hình ngôi sao rồi. Ờ đúng rồi. Ăn ngôi sao đi, cho em ăn, rồi cho Ý ăn ngôi sao. Bye bye mọi người, cảm ơn rất nhiều.